Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản TikTok Hoa Kỳ ở trên máy tính. Thì trước tiên chúng ta cần phải có cái phần mềm VPN. Thì mình đang dùng phần mềm VPN của HMA. Thì bây giờ các bạn muốn chuyển đăng ký TikTok ở nước nào thì chúng ta sẽ chuyển VPN sang nước đó. Ở đây mình sẽ chọn là USA, California. Và mình sẽ bật VPN lên. Thì các bạn chờ cho nó bật cái địa chỉ IP lên thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó xuống. Và các bạn sẽ cài đặt cho mình cái phần mềm nó có tên là LD Player 9. Thì đây là phần mềm giả lập Android. Và theo mình thì nó sẽ ok hơn so với BlueTech. Bởi vì mình thấy nó chạy mượt hơn. Bạn vào trong trang web là appvn.com. Sau đó bạn sẽ gõ là TikTok và tìm kiếm. Bạn sẽ bấm vào trong cái mũi tên này nè. Sau đó bạn sẽ bấm là download. Thì bạn chờ một chút để cho nó download cái bản này về. Đang bắt đầu tải xuống nè. Sau đó các bạn chọn là cài đặt. Và lúc này các bạn sẽ mở chương trình TikTok lên. Lúc này bạn sẽ chọn là đăng ký, sử dụng số điện thoại hoặc là email. Bạn sẽ nhập ngày tháng năm sinh vào. Thì bạn lưu ý là bạn hãy nhập ngày tháng năm sinh như thế nào để trên 18 tuổi. Rồi sau đó là nhấn tiếp. Thì nó hiển thị cái số điện thoại US cộng 1 có nghĩa là ở Mỹ nè. Các bạn sẽ chọn qua cái mục là email. Các bạn sẽ nhập địa chỉ email của bạn vào. Rồi sau đó bạn nhấn là tiếp. Lúc này các bạn sẽ kéo cái thanh trượt để các bạn ghép hình. Tạo biệt danh thì bạn có thể sử dụng bất kỳ biệt danh nào mà bạn thích. Thì ở đây mình sẽ gõ thử nha. Funny.2979 rồi bấm xác nhận. Hãy chọn sở thích của bạn. Thì bạn sẽ chọn theo cái dạng gì, ví dụ giải trí. Rồi nhấn tiếp. Bắt đầu xem. Sau đó bạn vào trong cái mục hồ sơ. Thì ở đây nó ghi là cái kênh của bạn nè. Và tiếp theo bạn sẽ vào trong cái mục cài đặt và quyền riêng tư.
Thì ở trong cái mục tài khoản thì bạn sẽ chọn là thông tin tài khoản. Và lúc này nó có cái biểu tượng này nè, cái biểu tượng này thì các bạn sẽ xác minh email của bạn, thì bạn sẽ bấm vào xác minh email. Thì mình bấm gửi mã đi. Để cho nó gửi lại cái mã khác. Thì khi mà các bạn bấm xác minh nó sẽ báo là không thể xác minh á. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái Gmail. Thì lúc này nó gửi cho mình một cái mã là 738339. Thì bây giờ mình sẽ mở vào đây. 738339. Rồi nó thông báo nè. Thì nó không còn xuất hiện cái cảnh báo nữa. Như vậy là bạn đã xác minh địa chỉ email, ok. Rồi bây giờ để kiểm tra thử là cái tài khoản của bạn á, là có đúng là của Mỹ hay không, thì bạn vào công cụ dành cho nhà sáng tạo. Bạn sẽ chọn cái mục là quảng bá. Ở trong cái mục bảng thông tin á, thì bạn thấy số tiền đã chi tiêu mà nó ra đô như vậy, có nghĩa là bạn đã tạo thành công cái tài khoản TikTok Mỹ. Và lúc này các bạn sẽ xây dựng kênh để cho kênh đạt 10.000 follow, thì lúc này các bạn mới bật kiếm tiền. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách tạo cái tài khoản TikTok Mỹ ở trên máy tính bằng cái phần mềm giả lập Android. Nếu bạn có những cái vướng mắc gì thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.